nào mắc ở đó hả? Miệng đâu? Miệng đâu? Chỉ mẹ miệng. Giỏi mũi quá. Mũi đâu? Mũi đâu? Mũi đâu? Ôi mũi trời mũi răng ơi, đâu? Mũi răng đâu? Dây tóc đâu? Dây tóc con đâu? À, sao mà không có dạy gì hết trơn mà hiểu vậy? Lỗ tai đâu? Lỗ tai đâu? Lỗ tai đâu? Đó đó. Trời đó, biết đó, luôn, lỗ tai luôn. Răng chân đâu? Răng đâu? Răng này. Chân con đâu? Chân đâu? Chân. Trời giỏi như vậy. Tay đâu? Tay. Tay đâu? Bàn tay đâu? Bàn tay. Đúng rồi, bàn tay nè. Giỏi quá. Trời ơi. Rồi mắt đâu? Mắt đâu? Trời mắt nhé. Mắt đó hả? Rồi răng đâu rồi? Răng. Răng. Môi đâu? Môi. Miệng. 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 À, mũi đâu? Đấy. Bà già quá bà ơi. Chân đâu? Chân đâu? Chân. Sao con biết? Mẹ có dạy đâu? Tự biết, nói rất biết. Áo đẹp đâu? Áo đâu? Áo đẹp đâu? Đâu áo đẹp hay đâu? Không, áo đẹp hay đâu? Áo đẹp đâu? Áo đẹp đâu? Chỉ cho mẹ áo đẹp coi. Áo đẹp của he đâu rồi? Cái này không có tay. Cái điện thoại này không có tay. Ta gắn năm tay, cởi ra đi chứ để nực coi. Cởi ra để nực.